Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 10 tháng 7. Thì tình hình thành phố Hồ Chí Minh đang bị cách ly toàn phố mấy anh chị. Nhưng hàng hóa thì vẫn phải xuất bình thường. Nhưng điều hạn chế. Dế thì vẫn phải nuôi. Dế nhỏ nhỏ không mà anh chị, nay em cũng vừa cũng hên là trước dịch em cũng xuất hết một ít rồi nên dế cũng còn hơi nhỏ nhỏ, mà trong dịch này dế em cũng xuất tiếp mà những chắc hơi bị khó. Em còn cũng mấy chuồng nuôi thôi, dế chuẩn bị nở đây rồi, còn dư một ít trứng nè, có anh chị nào cần nữa thì liên hệ em nha. Quay một ít thôi, một bịch vậy là em một bịch 5 cây nha, một bịch em cây. Có anh chị nào cần thì liên hệ em nhé. Số điện thoại em là 090 6633 225. Nhiều lắm, nhiều trứng lắm. Nè trứng này khủng lắm anh chị, một bịch giờ 5 cây nè. Đó, trứng quá khủng luôn. Vậy ha, anh chị nào cần thì alo em ship qua đường bưu điện thì bưu điện vẫn còn hoạt động nha, em ship qua đường bưu điện cho mấy anh chị cứ tập nuôi. Trong thời gian này tập nuôi một hai lồng, ít lồng thì sau này qua cái đợt dịch thì mình tiếp tục làm lớn hơn nữa, thì mong mà tất cả các anh chị đều thành công. Rồi xin chào ha, dịch dịch quá em quay ít thôi. Dạ.